Thầy xin chào tất cả các em. Thì sau đây thầy sẽ cùng hướng dẫn các em chúng ta đến tiếp tục một bài trong chương trình Hóa học lớp 8. Thì lúc nãy do thầy quay đi quay lại nhưng mà cái chất lượng âm thanh thì thấy nó vẫn chưa được đạt lắm. Nên sau đây thầy sẽ trình bày tiếp lại chúng ta. Đó là bài số 29, bài luyện tập số 5 trong chương trình Hóa học lớp 8. Thì đây là cái bài mà thầy có soạn và tham gia cái chương trình hội giảng cấp thành phố từ năm 2010 khi thầy mới chuyển từ Ninh Bình vô trong này được một năm. Đây là một số hình ảnh về các bạn học sinh ở trên trường trong cơ sở Hùng Vương trong những cái năm trước đó. Đây là bài mà thầy đã tham gia giảng dạy từ ngày 4 tháng 2 năm 2010. Chúng ta cùng đến nội dung của bài luyện tập số 5. Thứ nhất là các kiến thức cần nhớ. Rồi nội dung các kiến thức cần nhớ thầy cho ta sẽ cùng ôn lại ở trong cái một trò chơi ô chữ cơ bản như sau. Trong trò chơi ô chữ này chúng ta có 8 câu hỏi khác nhau, thì đây cũng chính là những nội dung cơ bản mà chúng ta cần nhớ ở trong cái chương này. Chúng ta thôi lần lượt cùng đến câu hỏi nhé. Phần này trước thầy có tổ chức cho các nhóm thi đua, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành cùng tự ôn tập luôn. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi thứ nhất. Đây là một đơn chất khí kim có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Đây là phi kim nào? Thì nói đến cái chân oxy không khí này thì chúng ta được học bài về oxy ha. Có tính oxy hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, và dễ tham gia phản ứng với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Như vậy đây chính là phi kim oxy. Rồi tiếp tục chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Sự tác dụng của oxy với chất khác là sự chấm chấm chấm. Bất kỳ một chất nào khi tác dụng với oxy thì người ta gọi nó là sự oxy hóa. Như vậy sự tác dụng của oxy với chất khác chính là sự oxy hóa. Ta đến với nội dung câu hỏi số 3. Oxy là chất khí cần cho sự chấm 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 của người và động vật. Nhắc lại về cái phần ứng dụng của cái oxy nhé. Oxy là khí của sự sống và sự cháy. Liên quan đến sự sống hay ta còn gọi là liên quan đến quá trình gì của người và động vật nhỉ? Đây chính là quá trình hô hấp, hay là rất cần cho sự hô hấp của con người và động vật. Đến nội dung câu hỏi số 4. Phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Rồi thầy tóm ngắn gọn này này, phản ứng từ một chất tạo ra nhiều chất này. Thì đây là phản ứng từ ta còn có 7 chữ đúng không? Đó chính là phản ứng phân phân hủy. Nói câu hỏi số 5. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm là các hợp chất có đặc điểm gì? Chấm 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 và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Thì chúng ta đã được học ở bài điều chế khí oxy rồi. Để điều chế khí oxy thì chúng ta cần những nguyên liệu, đó là những hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao nha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn bằng từ giàu oxy. Và tiếp tục đến với nội dung câu số 6. Oxit bazơ là oxit của và tương ứng với một bazơ. Oxit bazơ, bazơ thì sẽ liên quan đến kim, kim loại. Như vậy đây chính là từ kim loại ha. Rồi tiếp tục đến nội dung của câu số 7. Phản ứng hóa học trong đó chỉ một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Bây giờ ta lúc nãy ta có phản ứng phân hủy, bây giờ phản ứng là một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu, nghĩa là nhiều chất tạo ra một hay hợp lại là một, và thì đây chính là phản ứng hóa hợp. Rồi nội dung câu hỏi số 8 là chất khí chiếm 78% thể tích của không khí, như vậy đây chính là khí gì? Đây chính là khí nitơ. Cái nội dung này chúng ta ôn lại thành phần không khí. Trong không khí thì chúng ta gồm 78% khí nitơ, 21% là khí oxy và 1% là khí khác. Rồi phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều
thức ban đầu. Oxit 3 giơ là oxit của kim loại và oxy và thường tương ứng 1 3 giơ. Nguyên liệu để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm đó là những hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ cao. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Khí oxy là khí của sự sống và sự cháy, nó rất cần cho quá trình hô hấp của con người và động vật cũng như quá trình đốt nhiên liệu. Sự kết hợp của một chất với oxy được gọi là sự oxy hóa. Sự tác dụng của một chất với oxy gọi là sự oxy hóa. Khí oxy là một đơn chất vi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Rồi thì đây chính là những nội dung chính của cái mục thứ nhất ở trong bài, đó là phần kiến thức cần nhớ, cần chú ý ha. Như vậy liên quan đến cái về chương oxy không khí, thế còn lưu ý đó là liên quan đến vấn đề môi trường của chúng ta rất là quan trọng, nên chúng ta cần phải bảo vệ những cái gì hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Rồi chúng ta cùng đến với nội dung số 2 của bài, đó chính là phần bài tập. Thì phần này trước thì thầy cũng có chia theo nhóm, nhưng bây giờ thì thầy cho ta cùng phân tích rồi các con sẽ cùng tự luyện ở nhà ha. Bài tập thứ nhất, viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxy của các đơn chất có hai ý AB, chúng ta có bốn đơn chất gồm có carbon này, phosphor này, hydro này, nhôm này. Ở đây đã cho biết sản phẩm. À, như vậy viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy, tức là chất đó tác dụng oxy và đã tạo ra các sản phẩm từ ở đây. Sau khi viết xong chúng ta sẽ gọi tên các sản phẩm. Thì như vậy phần này yêu cầu con sẽ viết ra và chúng ta rèn thêm kỹ năng cân bằng cần thiết. Carbon là C, tác dụng với khí oxy sẽ tạo ra khí CO2. Phosphor là P, tác dụng với O2 sẽ tạo ra P2O5. Hydro là H2 cộng với O2 sẽ tạo ra H2O. Nhôm là Al, khi tác dụng với O2 sẽ tạo ra Al2O3. Nội dung bài tập số 3 ở đây, nó là cho một số các oxit và yêu cầu chúng ta phân loại chúng ta đâu là oxit bazơ và đâu là oxit axit. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành gọi tên của các oxit đó. Như vậy chúng ta lưu ý phải phân biệt đâu là nguyên tố kim loại, đâu là nguyên tố phi kim. Thường khi kim loại đi với oxy thì nó sẽ là oxit bazơ, và thường phi kim đi với oxy sẽ là oxit axit. Oxit bazơ có quy tắc gọi tên riêng, đó là gọi tên của kim loại kèm hóa trị nếu cần thiết, sau đó đến từ oxit. Còn đối với các oxit axit thì chúng ta phải để ý cái chỉ số ở chân của các nguyên tố phi kim trước, sau đó mới đến tên phi kim rồi chỉ số của oxy và đến từ oxit. Như vậy với nội dung này, ở đây là kết quả đáp án này. Carbon cộng với khí oxy ở điều kiện nhiệt độ cao sẽ tạo thành khí CO2. Khí CO2 là gọi là khí carbon dioxide hay tên thường gọi là khí carbonic. Thứ hai là phosphor thì sẽ tạo thành P2O5 và đi phosphor pentaoxit. Còn khí hydro cháy thì sẽ tạo là hơi nước, nhôm cháy sẽ tạo là nhôm oxit. Ở đây phân loại đã có 3 oxit bazơ và 3 oxit axit và gọi tên tương ứng. Trong số các oxit bazơ chỉ có sắt có hai hóa trị khác nhau, và trong trường hợp này sắt có hóa trị 3 nên ta gọi là sắt 3 oxit. Đây ta có carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide, và đối với anh bạn này là có hai nguyên tử phosphor nên ta gọi là đi phosphor, năm nguyên tử oxy gọi là pentaoxit. Rồi ngoài những cái tên theo quy tắc thì CO2 còn có tên gọi khác, đó là khí carbonic. SO2 có tên gọi khác, đó là khí sulfur. Rồi tiếp tục ta cùng đến với dùng bài tập số 4 và bài tập số 5 sau sẽ qua. Bài tập số 4 là chọn câu phát biểu đúng. Thì oxit là hợp chất của oxy với, phần này nếu mà trả lời được luôn chúng ta sẽ nhớ lại phần khái niệm, tức là oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố học khác. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án D ở đây, nếu con nhìn nhanh ha. Bài tập số 5 là điền chữ sai vào ô trống đối với những câu phát biểu sai. Vậy thì ở đây chúng ta chọn câu nào sai thì chúng ta đánh dấu vô, câu nào đúng thì thôi.
khí oxit được chia thành hai là chính là oxit axit và oxit bazơ, đúng không con? À, nội dung này đúng, nó được chia thành hai là chính ha. Ý B khẳng định tất cả oxit đều là oxit axit. À, câu này sai, thật vô, bởi vì ngoài oxit axit ta còn có oxit bazơ. À, ý C lại khẳng định ngược lại tất cả các oxit đều là oxit bazơ. À, vậy thì câu này cũng sai luôn. Thì đây tất oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng của axit. À, nội dung này chính xác. Oxit của phi kim thì thường sẽ là oxit axit. À. IE khẳng định luôn oxit axit đều là oxit của phi kim. Nội dung này không chính xác, tức là đáp án này sai. À, bởi vì sao? Bởi vì sau này chúng ta có một số oxit bazơ hóa trị cao của kim loại, nó có thể là oxit axit. Như vậy oxit axit có thể là oxit của kim loại. Ý G, oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng một bazơ. Rồi đáp án này đúng nên chúng ta không cần đánh dấu. Thì đó là nội dung của bài tập số 4 5. Tiếp tục đến bài tập số 6 và bài tập số 7. Hãy cho biết những phản ứng sau thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phân hủy. À, vậy thì nhắc lại cái cách làm bài tập số 6 này. Các con nhớ ngắn gọn là thầy phân hủy, tức là từ một chất tạo ra nhiều chất. Còn phản ứng hóa hợp nghĩa là từ nhiều chất mà tạo ra được có một sản phẩm thôi. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn phản ứng IA có một chất ban đầu tạo ra nhiều chất mới thì đây là phản ứng phân hủy. IB có hai chất ban đầu nó tạo ra một sản phẩm thì đây là phản ứng hóa hợp. IC từ một chất tạo ra hai chất, đây là phản ứng phân hủy. ID cũng từ một chất tạo ra hai sản phẩm, như vậy đây cũng là phản ứng phân hủy. Rồi bài tập số 7 chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxy hóa. Thì trước khi chỉ ra phản ứng oxy hóa, ta hiểu sự oxy hóa là gì. Thì khái niệm sự oxy hóa là sự kết hợp của một chất với oxy hay là sự tác dụng của một chất với oxy. Vậy thì chúng ta tìm phản ứng nào có oxy tác dụng với một chất khác thì đó là phản ứng có sự oxy hóa. Thế nhìn thấy A có hydro tác dụng oxy, B là đồng tác dụng oxy, như vậy đây là hai phản ứng có diễn ra sự oxy hóa. Còn ở IC với D thì không có oxy phản ứng với một chất nào đó, mà đây là những cái chất kết hợp với nhau, hóa hợp lại với nhau ha. Vậy đây chính là những phản ứng hóa hợp. Đó thì đây là những nội dung cơ bản nằm ở trong cái bài luyện tập này. Ngoài ra chúng ta còn có một bài tập số 8 nữa ha. Ở đây là có bài tập nằm ở trong sách bài tập ha. Tiếng kêu ha. Phải có chú ý một chút nhé, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái bài tập ở trong sách bài tập hóa 8. Đó, đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam đô tính thể tích khi oxy cần dùng. Thì đây là một bài toán rất là thông thường. Thì việc đầu tiên chúng ta cần sẽ tính là số mol của nhôm. Sau tính số mol của nhôm, chúng ta hoàn thành phương trình. Và từ số mol của nhôm là 2 này, chúng ta theo phương trình số mol oxy sẽ cần là bằng 3 phần 4 lần số mol của nhôm, và chúng ta tính được bằng 0,15. Sau đó muốn tính thể tích của khí oxy cần dùng thì ta chỉ cần lấy số mol mà nhân với 2,4 là xong. Như vậy thôi, phần này thì thầy hướng dẫn cho con những cái bài tập cơ bản như vậy. Thì thời gian còn lại con sẽ nghiên cứu và trở về xem thêm bài tập số 8 ha. Nội dung bài này thầy xin phép dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.